nước tăng lực Rockstar mới, tốc độ siêu bền bỉ, tiếp sức siêu thử thách. Những người chơi ngày hôm nay đến đây không được tập luyện trước bởi những thử thách này, từ lưới sắt cho đến Rubik, mọi thứ đều là sắp xếp một cách lần đầu tiên. Nên những cái như là ga bắn mà gãy tên là Huy ngồi đây cũng là xanh mặt mày hết. Nên lúc đó hơi hèn xíu là đứng sau cái ghế. Nhưng mà mọi người cũng phải hiểu là lần đầu tiên làm ban giám khảo cũng bận đồ đẹp. Thì tên nó bây giờ dọn người ta mọi người, tên nó sẽ đi theo một cái chiều hướng ngẫu nhiên mà. Nên tôi phải bị an toàn thôi. Đạo cụ rất hoành tráng, một lượt setup 4 tiếng đồng hồ mà người chơi thi có gần 15 giây à. Bắn cung ra bắn bạc cái vô hồng tâm. Quê chứ. Giận mãi cho 4 sao nhưng mà cuối cùng bả làm một phát nữa. Chính xác. Không còn lời nào để nói được thưa quý vị. Tâm phụt khẩu phụt cho 5 sao. Năm ngôi sao. Bạn Bình Phương bắn cung xong những cái mình thấy ồ, đây là một môn thể thao rất là có ích, ví dụ là thấy hay quá mình sẽ học theo. Nhưng mà tuyệt đối không bắn cung ở nhà nha mọi người. Bắn cung ở đây là bảo vệ 800 lớp rồi và chúng tôi núp rất kỹ. Trẻ nhỏ và trẻ em dưới vị thành niên tuyệt đối đừng nên tập thành bắn cung tại nhà nha. Dành thời gian ấy nhẩm những con số, nhẩm những cái gọi là đề bài á, thì mình cũng hơi lo là không biết là mình cũng vô tâm sự là ban biên tập là ủa tụi em cho thử thách như vậy rồi ai mà làm nổi với 20 đề bài và nghe tiếng không được nhìn trong suốt quá trình mà ra đề. Xong rồi sau khi bạn ấy làm được cái đầu tiên á, wow, có thiệt, sự việc này có thiệt, như là mình té xỉu luôn, mình không tin vào mắt mình nữa. Cái số Huy chọn số 13 và máy làm được luôn, nhưng mà máy một pha gần dừng lại với là làm cho khách giám khảo và người xem cảm thấy là chết rồi, đến cái 13 này chắc là gãy giữa chân quá chứ là sao làm được. Nhưng mà không, máy dừng lại mà nhẩm tiếp, nhưng mà vẫn nhớ được, nhưng mà xoay lại y chang. Và mọi người thấy là ba cái mặt màu cam của Rubik đều được để ở phía trước hết. Ôi. Và điều mà Huy ấn tượng hơn nữa là máy biết luôn con số của cái đề bài là số mấy luôn. Bạn ấy mà bây giờ mà nói ra người chọn số Rubik nào nữa là tôi xỉu ngang, đi về luôn. Hoang đường. Anh sẽ cho em biết kết quả nha. Một. Hai. Khi em nghe cái tiếng Rubik của Nghi bên kia xoay thì em đoán rằng đó là khối Rubik nằm ở vị trí số mấy? Khối đầu tiên là khối số 3. Còn số 2? Là 14. Khối cuối cùng? Hình như là 13. Bạn. Đây là một trong những cái thử thách mà Huy ấn tượng nhất từ lúc mà Huy theo dõi chương trình đến bây giờ. Đón xem siêu thử thách lúc 20 giờ thứ 6 hàng tuần chỉ có trên siêu ứng dụng giải trí Vion và HTV2 VChannel.